Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú chị đang xem kênh YouTube của các anh em. Thì ngày hôm qua đến bây giờ đó, râm ran trên mạng xã hội một số những cái thông tin liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là một số cái cơ quan báo chí cũng đã đăng tải cái thông tin, cũng đã các anh em cũng đã cập nhật gửi đến tất cả quý vị cái thông tin là CEO Nguyễn Phương Hằng đã xin được tại ngoại. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là nhiều những cái ý kiến đồng đoán khác nhau, khi mà cho rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng đã đặt ra những cái lý do và điều kiện như vậy thì có được xem xét và tại ngoại hay là không, cũng như cái khả năng của câu chuyện này. Một thông tin mà Thanh Nguyên nghĩ rằng là sẽ khiến rất là nhiều quý vị khán giả, người yêu mến CEO Nguyễn Phương Hằng đó cảm thấy thất vọng. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế cái câu chuyện này, và đối với những cái điều kiện của cô thì liệu rằng cô có được tại ngoại hay là không, khi mà đây cũng chỉ là một trong những cái thông tin mà đồn đoán thôi, chứ thực chất cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa ai dám khẳng định rằng đó là cô có được tại ngoại trở về nhà để mà điều trị bệnh như những cái thông tin mà các báo chí đã đưa, cũng như là một số các anh em YouTube đưa một trong những cái tín hiệu vui, rồi những cái tin phấn khởi, những cái điều tích cực. Và thực tế trong câu chuyện ngày hôm nay nó diễn biến như thế nào thì các anh em cũng như trai đồng bằng muốn cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị cái thông tin mới đây. Trên một số những cái tờ báo cũng đã đăng tải về cái khả năng mà CEO Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại. Bên cạnh đó là một trong những cái phân tích của một số những cái người mà am hiểu về pháp luật, trong cái điều kiện ngày hôm nay thì liệu rằng cô có được trở về nhà điều trị bệnh như những cái lá đơn mà của gia đình nè, cũng như là của bản thân của cô, và cũng như là cái mong muốn của tất cả những người yêu mến cô. Đặc biệt cái thông tin một chuyên gia luật đã nhấn mạnh các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị cáo, bị can để có quyết định cho họ được tại ngoại hay là không. Như chúng ta được biết là cho đến thời điểm hiện tại thì không một ai dám khẳng định cái điều này là cô sẽ được tại ngoại. Và một số những cái luật gia đó trong đơn xin rõ ràng nè, gia đình đã bị can đã nêu làm bà Nguyễn Phương Hằng đã có những cái đóng góp hoạt động trong từ thiện nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Cái điều này không có ai mà có thể nói là phủ nhận được điều này cả. Kể cả những người mà chăm chọc, bới móc và công kích vào cô thì cũng phải thừa nhận cái điều này, là những cái việc làm của cô trong khoảng thời gian qua là giúp đỡ xã hội cho nhân dân rất là nhiều. Bên cạnh thì gia đình muốn xin cho bị can được áp dụng các biện pháp khác thay thế cho tạm giam để ra ngoài điều trị bệnh. Vậy thì điều kiện nào để được tại ngoại? Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cho biết bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi năm 2021 có những quy định về biện pháp thay thế tạm giam. Thứ nhất là bảo lãnh, đặt tiền để đảm bảo, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can, bị cáo. Theo đó, bị can, bị cáo đang bị tạm giam, nếu đủ điều kiện theo luật định thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang các biện pháp khác, tức là được tại ngoại để mà điều tra, truy tố hoặc xét xử. Thì nói chung là cái vấn đề này thì đại đồng bằng và anh Thanh Quyền cũng đã có chia sẻ với quý vị của chú em cách đây cũng khoảng một tuần rồi, khi mà các anh em đang ở Đắk Lắk để phát quà cho bà con. Thì đúng thật với quý vị á, là hiện tại bây giờ ở đây là đang đồng bằng Thanh Quyền và các anh em cũng không dám khẳng định là chắc chắn là cô có được về tại ngoại hay không, tại vì phải đáp ứng đủ những cái điều kiện, cũng như là bên phía là cô chức năng có thẩm quyền như là viện kiểm sát họ sẽ xem xét cái đường ha. Và mới đây thì trên mạng xã hội, trên YouTube thì có nhiều những cái kênh sống đăng tải cái thông tin là tin vui cô sẽ về hay là cô đã về gì đó, khiến cho nhiều của chú anh em là như là mừng nhưng mà sợ là nhiều khi là có nhiều người là nói những cái thông tin mà giật kích quá thì khiến cô chú anh em vui mà mừng hụt trong lòng. Để hôm nay thì cũng chia sẻ cái này để cho mọi người nắm rõ, nhưng mà tụi em ở đây thì đều mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Thì hôm qua là em với anh Tam, anh Nguyễn anh bận công việc cho nên là anh không có lên Đại Nam, cũng lên Đại Nam để mong những điều tốt đẹp đó cho cô. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đặt ra cái vấn đề là
Cái thứ nhất, cái tiền bạc thì mình tạm gác đi ha. Cái tiền bạc thì thôi mình chia sẻ luôn đi, tiền bạc thì mình cũng chia sẻ cho khán giả biết luôn là số tiền như thế nào để mà bảo lãnh ha, quy định như thế nào. Những cái quy định của cá nhân là người bảo lãnh phải đủ 18 tuổi, nhân thân tốt và nghiêm chỉnh, chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định, và có bảo lãnh thì có thể nhận bảo lãnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ. Và trong trường hợp này thì ít nhất phải có hai người. Hiện nay thì chúng ta được biết là hai người thì tất nhiên là siêu Nguyễn Phương Hằng đã đáp ứng được, kể cả riêng bản thân của cô cũng đã lên tiếng muốn được tại ngoại rồi. Và đối với một trong những cái điều kiện và cái biện pháp thứ hai đó chính là đặt tiền để đảm bảo, theo thông tư là 06/2018 quy định là 30 triệu đồng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 100 triệu đối với tội phạm nghiêm trọng, 200 triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và 300 triệu đồng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên thì thông tư 06/2018 cũng nêu cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thể quyết định mức tiền phải đặt để đảm bảo thấp hơn nhưng không dưới 1/2 mức tương ứng trên. Trong một số trường hợp đặc biệt thì bị can bị cáo là thương binh và bệnh binh. Còn đối với cái trường hợp là cái biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú đó thì thay thế cho tạm giam, thì luật sư cũng đã chia sẻ đây là biện pháp có thể áp dụng đối với bị can bị cáo có cư trú và lý lịch rõ ràng nhằm đảm bảo sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Như vậy thì theo cái những cái mức này thì nó không có đáp kể cho lắm. Mức tiền cũng vậy, cao nhất là khoảng tầm 300 triệu đồng. Đó là thì, với tội phạm mà đặc biệt nghiêm trọng. Thì mình cứ tính là chung chung như vậy thì cho mức cao lắm là 300-400 gì đi. Thì cái điều này tất nhiên thì cô cũng sẽ gọi là dư sức thừa sức, quá thừa sức để mà đáp ứng cái điều này. Nhưng dù luật có nêu là điều kiện cụ thể từng trường hợp được áp dụng một trong các biện pháp thay thế tạm giam, nhưng luật sư Lê Văn Hoang, luật sư Hồ Chí Minh cho rằng tại điều 121 về bảo lãnh, điều 122 về đặt tiền để đảm bảo, điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2021 về cấm đi khỏi nơi cư trú cũng quy định các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà nhân thân của bị can, bị cáo để có quyết định cho họ được áp dụng hay là không nữa. Từ đó thì luật sư Hoang cho biết việc bị can bị cáo được áp dụng tại ngoại sẽ thuộc vào quan điểm ý chí của chính cơ quan tiến hành tố tụng để không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra và truy tố xét xử. Chúng ta có thể thấy rằng đó, nó phụ thuộc rất là nhiều những yếu tố, phải đạt được những yếu tố này và một trong những cái cơ quan quyết định nó vẫn nói chung là rất là nhiều yếu tố khác nhau. Mà cái điều đặc biệt mà các anh em muốn chia sẻ tại sao qua là im lặng để cho những cái câu chuyện nó lắng xuống, thưa quý vị, là cái điều mong muốn để mà mọi chuyện nó sẽ lắng động, gia đình và người thân họ sẽ lo cho cô, để mong muốn cái trước tiên là cô được trở về nhà gặp gia đình và người thân, đặc biệt là con của cô bé Hằng Hữu đó, thưa quý vị. Mấy tháng trời rồi tất nhiên là sẽ có những cái vấn đề tình cảm gia đình, tôi sẽ rất là nhớ nhau đó, để cho cô được trở về đó. Khi mà cô trở về trước đi rồi chúng ta mới suy nghĩ đến những cái câu chuyện tiếp theo được, thưa quý vị. Chứ bây giờ mà ở trong mà trong đó thì cái hoàn cảnh sống nó đâu có được là như bên ngoài đâu. Ngày hôm nay nói rằng cô bị bệnh nữa, thật ra thì em cũng không biết rõ là cô sẽ bị bệnh gì mà nó có vượt qua được cái kiểm soát của những cái bác sĩ ở bên trong T30 hay không. Nếu như mà nói vấn đề mà cô bị bệnh đó, thì chắc chắn là bên trong đó sẽ có cái đội ngũ y tế rồi, y tế để họ giám định xem là cái căn bệnh nó như thế nào, nó có nguy hiểm hay là không. Chứ không phải là mình nó bệnh thì mình sẽ được về đâu, nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Cái điều tiếp theo nữa là việc cơ quan tiến hành tố tụng cho bị can Hằng tại ngoại theo đề nghị của bị can và gia đình là khó, bởi vụ án này cũng liên quan đến khó hay không, vai trò đồng phạm của một số cá nhân và cơ quan điều tra họ vẫn đang trong quá trình làm rõ. Bởi vậy em cũng hôm qua nay thì em cũng suy nghĩ là không biết là cái vấn đề mà khi mà hôm trước thì viện kiểm sát trả hồ sơ đó để mà điều tra về cái vấn đề có hay không đồng phạm nó có kết thúc chưa, cái vấn đề này nó đã kết thúc kết vụ án hoàn tất hồ sơ chưa mình cũng chưa biết. Nếu mà chưa hoàn tất hồ sơ thì chắc nó cũng sẽ còn khó. Hay một trong hai những cái vụ việc gần đây mà đang được đối trội như là tỉnh thất bồng lai cũng như CEO Nguyễn Phương Hằng, chúng ta có thể thấy những cái câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Một bên thì các luật sư họ mong muốn là được kéo dài vụ án, họ
họ cứ hoãn đi hoãn lại, họ dùng cái cách thức này hoãn đi hoãn lại. Còn một bên đó thì quý vị chúng ta có thể thấy rằng những người yêu mến cô, gia đình và tất cả, hầu như là tất cả mong muốn cái câu chuyện này nó sớm được sáng tỏ, sớm được đưa ra, ví dụ như truy tố và xét xử bất cứ gì đó, nó là được sáng tỏ mà người ta rất mong chờ cái điều này. Nhưng mà tại sao mà các anh em bị những cái lời chỉ trích của khán giả nói rằng là tụi mày hèn, tụi mày không dám nói thì để cho người khác làm. Thưa quý vị, nói trên mạng xã hội này chẳng có giúp ích được một cái gì để cho trong khoảng thời gian này cả. Khi mà cô trở về nhà đi, mọi thứ nó chìm xuống, nó lắng xuống một thời gian đi, thì lúc đó chúng ta muốn nói gì, muốn làm gì trong khoảng thời gian qua nó cũng gọi là dễ dàng hơn, kể cả bản thân của cô, thưa quý vị, chứ không phải là tụi em mà hèn nhát không dám lên tiếng hay là muốn nói gì để cho người khác nói. Đó là tùy thuộc vào suy nghĩ của cá nhân của mỗi người, chứ còn riêng bản thân của em, mà em tin rằng rất nhiều quý vị khán giả cũng mong là bây giờ là cái điều duy nhất là cô được trở về nhà, không cần cô phải suy nghĩ cho ai nữa, không cần phải suy nghĩ cho những người nghèo, không cần phải suy nghĩ cho những cái mà những cái hoàn cảnh khó khăn, mà điều đặc biệt giờ phải cô phải suy nghĩ cho gia đình của mình, cho bản thân của mình. Tại sao cô không mà có thể hưởng thụ, tại sao cô là một bà tổng, là một người giàu có như vậy, tại sao lại bỏ thời gian công sức ra lên trên mạng xã hội để mà có thể nói là vạch trần cả như vậy. Nhưng mà những cái việc làm của cô trong suốt một năm qua thì nó cũng đã có những cái kết quả nó rõ rệt rồi ha. Giờ thì chúng ta cũng đã thấy rất rõ rồi, thì cái vấn đề của cô thì bây giờ cô nên nghỉ ngơi vì bản thân của mình, đúng không anh? Đúng. Để hãy gác bỏ hết những cái sự việc trong thời gian qua. Nếu mà nó thật sự những người nào nói thương cô hay là yêu mến cô đó, thì họ phải nghĩ những cái điều tốt đẹp đến cho cô, chứ cô làm vì ai? Cô đâu có hưởng được cái lợi gì trong cái sự việc này đâu, mà ảnh hưởng thì cho cô phải lãnh tất cả đều là gì cũng cô hết. Như những cái vụ mà những người nào đó lợi dụng vào hình ảnh của cô kéo tới nhà người này hoặc người kia, thì người ta đều mang ra mấy thằng này là đồng bọn, mấy thằng này là đàn em tay chân của bà Hằng đó. Bởi vì đó là một trong những cái lý do mà khiến cô bị tạm giam lâu hơn để người ta còn điều tra. Có bọn mấy thằng này ở ngoài này làm bà Hằng bị bắt rồi, mà nó ở trong ngoài này nó làm này làm kia, nó la làng ra này kia, có phải là đồng phạm hay không? Nó vẫn tiếp tục lên để nó chửi, nó nói người này người kia, có phải là tụi này vẫn ở ngoài, đúng rồi, vẫn mạnh mẽ để làm không? Mà hên là tụi nó còn chưa có kêu gọi biểu tình nè, nó cũng chưa có kêu gọi là xin chữ ký gì như Thiện Am nha, chứ tụi nó còn cái làm nữa thì chắc là em nghĩ chắc cũng con ha. Cũng mệt, cũng như cái vụ mà khi mà cô vừa bắt là có một cái TikTok nào hô là đồ lên Đại Nam để biểu tình gì đó, đó là bị phạt ngay 7,5 triệu liền. Mà làm vậy nếu thật sự là chú Dũng biết cũng đuổi ra, đuổi cổ ra, chứ không có cho mà ở trong đó để làm những chuyện tập bậy tập lao. Số gia đình người ta là gia đình cách mạng, mà ta thường tôn pháp luật. Một số cá nhân nói là tú có làm gì thì cũng gọi là cũng có nhà nước lo, cũng có 7,5 triệu 6,5 triệu lo cho tôi, nhưng mà thực chất cái mức ảnh hưởng nó không dừng ở một số cá nhân đó, cái sự ảnh hưởng đó nó còn lan đến mà một số những cái người như đặc biệt trong câu chuyện này, nó còn ảnh hưởng đến cả cô. Cho nên là chúng ta là những người đã từng ủng hộ cô, đã từng lên tiếng vì cô đó, thì trong thời điểm này cho nên là hãy sáng suốt và chờ đợi cái kết quả đó. Mong là cô được trở về trước đã, trở về nhà đi. Tất nhiên là ở ngoài thì cho dù có áp dụng như là cấm đi khỏi nơi cư trú hay như thế nào thì nó cũng sẽ vẫn tốt hơn. Đúng rồi, ở ngoài thì nó khỏe hơn chứ. Và đặc biệt thì hôm qua thì khán giả cũng nói về những cái chuyện mà hẹn gặp nhau gì đó, đấu tố nhau gì, tại vì cái vấn đề vu khống xúc phạm gì trên mạng đó, thì theo em nghĩ là cái vấn đề này nên coi như là từ từ dừng lại. Còn nếu mà mình thấy những cái nào mà có vi phạm quá, xúc phạm mình quá hay vu khống bị đặt quá, thì mình cứ nộp đơn ngay cho quân này để xử lý. Chứ cái tụi này mà nếu mà gặp nó ở ngoài hoặc là có, nếu mà không có chuyện gì thì mình không nói, thì mà có xảy ra cái chuyện gì thì nó rất ảnh hưởng. Và những hình ảnh của những người này, những anh em đó, thì khán giả người ta đều biết rồi nha. Và cũng như là có người xem xét hết rồi, nếu mình làm gì ảnh hưởng, bây giờ tụi này nó vẫn còn ở ngoài nó quậy phá nè, làm ảnh hưởng nè, lại cho bả ra là nguy hiểm thì cái nọ đó, ảnh hưởng tới cô nữa. Nên là thôi anh em cứ bình tĩnh đi, cái chuyện đâu còn có đó. Người ta đồng bằng nghĩ là khán giả sẽ luôn ủng hộ các anh em mình ở đây, các anh chị đang theo dõi kênh của các anh em mình thì đều biết ha, đều sáng suốt. Còn
những cái nhân vật mà xem bên kia tôi nó nhiều thiệt, nhưng mà có thể là thành phần nó kích động nó nhiều. Sớm muộn thôi, không sớm thì muộn thôi, thì những cái người đó cũng sẽ phải trả giá thôi, em tin chắc là như vậy. Đó là một số những cái thông tin buổi sáng ngày hôm nay rồi tụi em muốn cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị. Có lẽ rằng là những cái thông tin này thì không có ai mà yêu mến cô sẽ mong muốn nó xảy ra, đặc biệt là cái sự việc ngày hôm nay, khi mà những cái niềm tin mà mong muốn cô được trở về nhà đó nó càng lúc nó càng lớn hơn, thì mong rằng những cái điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho cô, một cô mau chóng trở về với gia đình cũng như là điều trị bệnh, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu rõ những cái nguồn cơn khác nhau ở trong cái sự việc mà dẫn đến những cái lùm xùm gần đây trên không gian mạng. Vâng, thì xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều, cũng như là hẹn gặp lại những cái cô chú anh chị, tất cả quý vị khán giả trong những cái video chủ đề mới tiếp theo. Xin được cảm ơn. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả cô chú anh chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên, đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng Tràm Muộn Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè, tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó, rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng Tràm và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho các chú chị là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng, cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả các chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.